Đúng rồi, mắt phải nhìn thẳng phía trước nha. Phải giữ thẳng hai vai nữa. Em đi thì phải cố gắng thẳng lưng lên. Đúng rồi. Dì. Chào dì. Bữa nay dì để con nấu cơm nha. Anh Nguyên ảnh kêu con nấu cơm cho ảnh ăn. Mấy bữa nay ảnh cứ nói là nếu con nấu cơm thì ảnh sẽ ăn được nhiều hơn. Ảnh suốt ngày nó làm việc ở công ty không à, không chịu ăn uống gì hết. Cô đúng thật là đảm đang à. Bổn phận của người vợ mà gì, ai cũng phải làm vậy chứ. Nhưng mà có vợ vừa đẹp người nè, đẹp nết như cô á, đúng là cậu Minh Nguyên có phước lắm luôn á. Lâu lâu con mới rảnh rỗi nấu được cho ảnh bữa cơm mà. Có gì đâu gì. Alo, ông xã hả? Bà xã hả? Hôm nay anh về trễ, em cứ ăn cơm đi nha, đừng cứ đợi anh ha. Vậy khi nào ông xã mới về? Anh cũng không biết nữa, công ty có việc gấp. Bây giờ anh đang chạy xuống Bà Rịa đây. Vậy thôi, ông xã nhớ lái xe cẩn thận đó nha. Anh biết rồi, bye bà xã. Bye ông xã. Cậu Nguyên không về hả cô? Anh nói công ty có việc, bây giờ anh phải chạy về Bà Rịa lận. Cậu Nguyên á, bận rộn quá. Công việc mà gì, quan trọng hơn chứ. Công ty là tâm huyết của ba ảnh đó. Anh Nguyên được ba coi trọng lắm. Ba ảnh cho phép ảnh điều hành hết cả công ty. Bây giờ anh phải cố gắng gấp đôi. Báo cáo sếp, chi nhánh với Cần Thơ á, họ báo là cá bị nhiễm khuẩn rất nhiều ạ. Làm ảnh hưởng tới lô hàng của mình, sắp xuất cho ông Hiển á sếp ơi. Ủa, vậy đã có giải pháp xử lý chưa? Dạ, đã xử lý rồi, nhưng số lượng thiệt hại chưa biết cụ thể. Thôi được rồi, để tôi tính cho. Dạ. Anh dừng phía trước cho em hỏi đường. Chờ em chút nha. Giờ hỏi thử đi. Anh ơi, cho em hỏi thăm, anh có biết nhà bà Tám Bưởi ở đâu không vậy? Bây giờ cậu đi qua cầu, chạy một đoạn tới quán nước mía, rồi hỏi nhà bà Tám Bưởi, người ta sẽ chỉ. Dạ cảm ơn anh. Qua cầu giùm em. Đó anh. Đây hả? Dạ anh vô hỏi thử. Bao nhiêu vậy anh? Dạ 70. Dạ cảm ơn anh. Chị ơi, cho cô hỏi thăm, dì có biết nhà dì Tám Bưởi ở đâu không? Ừ, tôi là Tám Bưởi nè. Mà cậu tìm tôi có gì không? Mừng quá, con đi tìm dì từ Đồng Tháp xuống tận Cần Thơ này luôn đó. Tìm tôi đâu có biết cậu. Dạ, giờ dì không nhận ra con cũng đúng. Con là Tí nè. Dạ, ba con á là Tư Xoài với má Tu Đậu đó. Dì Tám có nhớ không? À, nhớ rồi. Thằng Tí con Thu Đậu phải không? Trời. Dạ. Ủa, nhưng mà con bị lạc mất tích lâu rồi mà. Dạ đúng rồi, dạ con đó. Ngày đó con đi lạc, mới đó cũng hơn 20 năm trời rồi. Bây giờ con mới tìm được gì đó. Trời ơi, mừng quá. Thôi con vô đây. Dạ. Vô đây ngồi nè con. Dạ.
Con uống đi. Dạ. Con có còn nhớ gì không? Dạ. Con chỉ nhớ là... Kìa, con thấy bên kia không? Quá trời nhà đẹp luôn á. Wow, đẹp dễ sợ. Con đói bụng không con? Rồi, con đứng đây nghe. Để mẹ qua bên kia. Dạ, đúng rồi. Cho con nghe. Đứng đây nghe con, đừng có đi đâu hết đó nghe. Đấy nha, mẹ qua bển á là mẹ về liền. Đứng đây nghe con. Mẹ đâu rồi? Nè, sao con đứng đây mình vậy? Ngoan, cô cho con bánh nha. Bánh này ngon lắm nè. Thưa cô về nhà nha, cô có nhiều bánh lắm á. Bánh ngon lắm á. Ngoan, cho cô mua. Con tôi đâu rồi? Con tôi đâu rồi? Phụng ơi! Phụng! Phụng ơi! Con đâu rồi con? Phụng ơi! Con tôi đã mất tiêu rồi. Mày giỏi ha, cái đường hôm qua tao chỉ đúng không? Dạ. Nè, tao thưởng nè. Con cảm ơn. Mai đi lại đường đó nhau. Dạ. Thằng này sao có nhiêu đây đây? Mày làm biến phải không? Dạ có. Mày có giấu không mày? Dạ không. Có giấu không mày? Dạ không. Mày quay ra làm sao coi? Quay lại coi. Đi qua bên kia đứng. Dạ. Dạ. Còn thằng này nữa. Mẹ nó, lớn nhà đầu có như đây vậy? Hả? Sợ chú nhà mày. Giấu hả mày? Dạ đâu lớn có coi. Giấu hả? Ê, nói mày, mày đi đâu mà nói tao nghe coi. Đi chơi phải không? Mẹ nó mày. Chơi đói luôn đi. Không cho mày ăn cơm, đi qua bên kia đứng mày. Bỏ bánh mày. Đi ra bên kia đứng, không cho mày ăn cơm, đi ra. Mẹ nó, lớn ngài có như đây vậy? Tội nghiệp. Ba con buồn quá phát bệnh rồi mất. Mẹ con á, ôm con Thu Hồng đi khắp nơi để tìm con mà không có tung tích gì hết. Rồi thời gian sau á, mẹ con bị bệnh nặng lắm nhưng cô không qua khỏi. Hình như năm đó con Hồng 1-2 tuổi gì đó thì tội nghiệp hết sức. Vì thế tội quá, chồm sớm với nhau, vì thế coi cút nên mang về nuôi. Được một thời gian á, thì chú ba của con ở Trà Vinh lên rước nó đi. Dì thương lắm mà dì cũng không biết làm sao nữa. Lúc đó thì nhà dì cũng khổ quá. Dì, vậy sau đó dì có biết tin tức gì của Thu Hồng không dì? Cũng có. Sau đó có lần chú ba của con đi Đồng Tháp á, cũng mới ghé thăm dì nữa. Kể sơ sơ về con nhỏ. Nhưng mà dì chỉ biết vậy thôi hả? Dì cũng không biết nhà chú ba ở đâu nữa. Mà từ khi dọn nhà về Cần Thơ ở đây á, thì dì không có gặp nữa. À, nhưng mà dì có đứa em bà con ở Trà Vinh á. Để dì gọi điện hỏi nó tìm giùm cho con. Dạ. Vậy nhờ cho dì hết nha dì. Con cảm ơn dì nhiều lắm. Ừ. Trời ơi, ơn nghĩa gì đâu. Không ngờ con còn sống mà lại cao to bảnh bao hết sức vậy đó. Vợ chồng tư xoài mà biết được á, với lại thấy con á còn sống á là chắc mừng dữ lắm á. Dạ. Thôi con uống nước đi con. Dạ. Em đã đặt bàn ở trên lầu rồi. Dạ, yeah, em chu đáo quá. Ở đây cũng thoáng mát ghê ha.
Anh thích không khí như vậy đó. Sao rồi, chú khỏe không? Khỏe. Anh khỏe không? Anh bình thường hả chú? Sao rồi? Tình hình không có vấn đề gì chứ? Ổn. Chuyện nhỏ mà anh. Anh không tin khả năng của thằng em này sao? Tại sao tôi không tin chú? Anh không tin chú thì tin ai bây giờ? Em đã nắm chắc số hàng đó rồi. Em bảo đảm với anh, hàng sẽ về đến tay anh an toàn. Anh biết chú làm được mà. Như lần trước nha. 7 3 Anh, lần này 5 năm nghe. Bọn đàn em của em đang đói lắm rồi. Chú bị giỡn hả? Vốn anh đâu có dễ xoay. Công việc chuyện của chú á, cái anh ba là cao rồi. Anh 7, chú em 3. Anh giúp giùm tụi em đi. Chứ phí vận chuyển bây giờ đặng lắm. Bọn nó còn đang rình đập dữ lắm. Lơ mơ bị tóm giữ chơi. Thế khó quá thì thôi. Anh cũng không ép chú. Anh nói vậy là sao? Chú đừng nóng. Anh em cả mà. Vụ này anh muốn hất cẳng luôn tôi à? Anh nói thật, chú đừng có buồn. Cái việc vận chuyển đối với anh chỉ là chuyện nhỏ. Vì nghĩ anh em bao lâu nay, cho nên tôi mới giao chú làm. Còn cần thiết, cả khối người nhảy vô đó làm. Mày! Sao, tí xíu nữa có ai đi ăn sáng với tôi không? Giờ này ăn trưa chứ ăn sáng gì nổi. Thôi vậy thôi, giảm cân luôn đi mấy má. Gì? Nhìn đi, thấy mình giống con người không? Hả? Đồ ăn biết gì? Vậy thôi, không biết đâu cho mấy má. Nghĩ sao vậy? Dạ, tụi em chào sếp. Anh Quốc, qua phòng gặp tôi. Dạ, sếp kêu em hả sếp? Dạ, để em đi liền. Từ từ thôi. Chuyện cá nhân mình lạ chết. Chúng ta cần phải bảo mật. Dạ. Nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của sản phẩm cá thu vừa mới tung ra thị trường đó. Em biết rồi, phải bảo mật. Ủa, mà cậu đã hủy bản báo giá với Jason chưa? Chết cha, em quên. Chuyện quan trọng như vậy mà anh cũng quên được hay sao? Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, hễ cái gì dính tới tiền là anh phải tuyệt đối cẩn trọng giùm tôi. Vì họ có thể dùng những cái sơ sẩy của mình để cắn lại mình, anh có biết không? Thật ra bao giờ anh mới chịu chú tâm vào công việc đây? Thôi, anh ra ngoài pha giùm tôi ly cà phê đi. Dạ. Khoan đã. Hồ sơ với bên Mã Lai đâu rồi? Chút xíu nữa em trình xếp nha. Chưa xong nữa chứ gì. Dạ. Tôi biết chắc mà. Tôi cho anh trong sáng hôm nay thôi đó. Đâu như chiều là phải họp rồi. Dạ. Nhớ pha cho tôi ly cà phê đó. Dạ. Anh còn đứng đó làm gì nữa? Sếp còn dặn gì thêm không? Trời ơi, đi lẹ đi. Dạ.
Alo, tôi nghe nè ông. Ông sao rồi? Có tìm được gì chưa? Có một chút manh mối rồi. Tôi không sao đâu, ông đừng có lo. À, chuyện ở công ty có ổn không? Cũng có chút chuyện. Có nghiêm trọng không? Không, cũng chuyện nhỏ thôi. Cá lại bị bệnh lạ. Hôm qua chết nhiều lắm. Số cá chết hôm nay lại tăng lên. Ông có cho cách ly số cá cho nhiễm bệnh chưa? Tôi đã cho cách ly và xuống thuốc rồi. Đây là lần thứ ba trong quý này cá bị mắc bệnh. Có lẽ giống cá này không hợp với mình. Ok, thôi được rồi, để tôi sắp xếp thu xếp về sớm. À, không cần đâu, tôi đã xử lý ổn cả rồi. Ông cứ lo cho công chuyện của ông đi. À, chút nữa quên, có người hỏi thăm ông đó. Là ai vậy? Phúc. À, vậy hả? Nó khỏe không? Nó đang làm gì? CEO của thủy sản Tân Tiến. Thiệt là không ngờ luôn đó. Ngày trước ở khu nhi viện, ba đứa mình đó thân nhau như anh em, bây giờ lại làm chung ngành nữa. Ờ, tôi hẹn nó chờ ông về rồi họp mặt đó. Ừ, được rồi, thôi nha. Ok. Bị chửi phải không ta? Vậy ai bị chửi? Sếp không bao giờ chửi tôi hết á. Đúng rồi đó anh Quốc, không bao giờ bị chửi đâu. Đúng, chỉ có Mỹ Mỹ mới hiểu được tôi thôi. Chửi là một sự xúc phạm. Ừ, anh Quốc á chỉ bị la thôi. Thôi Quốc đừng có buồn, rút kinh nghiệm cho lần sau đi. Đừng để cho lần sau bị chửi nữa nha. Tôi nói cho chị Hà biết nha, tuy chị là trưởng phòng nhưng tôi mới là người thân tín nhất của sếp nè. Vừa rồi đó, nói cho mấy người biết nè, vừa rồi tôi mới biết được một cái thông tin rất là quan trọng. Gì vậy? Nói đi. Tụi mình sắp được, để qua bên đây, tăng lương. Hả? Ủa sao sụ lơ hết trơn vậy? Ủa, cái chuyện tăng lương ai cũng biết mà. Vô lý. Thông tin mật mà ai khai ra vậy? Ai? Thì đó, cha Dũng kìa, anh em song sinh của anh nói chứ ai. Tôi cho tôi nói cho. Cái ông này chơi xấu quá vậy. Đã nói đôi bạn cùng tiến, tiến thì tiến một lượt, lùi thì lùi một lượt. Tự nhiên tôi tiến, ông lùi sao chịu nổi. Thì ông cũng mới làm á, ông có bàn trước tôi đâu. Chết cha, vậy là mình chơi xấu sao? Ủa Quốc, cậu cầm hồ sơ đi đâu vậy? Ấy chết, nhắc tôi mới nhớ. Mỹ Mỹ ơi. Hả? Giúp tôi cái Mỹ Mỹ. Lại nộp hồ sơ trễ rồi đúng không? Ờ, đưa đây em giúp cho. Cảm ơn Mỹ Mỹ. Bởi vậy ta nói trong cái phòng này không có ai xinh đẹp mà tốt bụng như Mỹ Mỹ hết á. Ai nói? Khoảng xinh đẹp chưa chắc ai hơn ai à nha. Chị Sở Khanh à. Em xin lỗi, chị Bảo Khanh à. Nào giờ tôi đâu có nhận là tôi đẹp, tôi chỉ nhận tôi lạ mà thôi. Thấy chưa, người ta lạ mà người ta tốt hơn. Bảo Khanh có tốt bụng hơn không? Vô duyên. Nè tôi nói thiệt nha, về cái khoản mà tốt bụng đó thì ai cũng hơn Bảo Khanh hết đó. Mỹ Mỹ,
giúp anh cái Mỹ Mỹ. Đây. Cô làm gì vậy? Dạ em, em đưa hợp đồng cho sếp ký giùm em. Tôi thương anh mà anh đâu có hay. Tôi thương anh nhiều lắm. Tôi thương anh mà. Tôi thương anh mà sao anh vô tình quá vậy?
Bảo Khanh, cô đi đâu rồi? Có người mới bị sếp chửi phải không ta? Phải phải không ta? Nhìn cái mặt là biết rồi. Nè, tôi tưởng chỉ có phụ nữ mới táp chuyện thôi chứ, hao mà đàn ông cũng táp chuyện nữa hả? Nhiều chuyện tới sợ à. Làm việc đi. Tôi nói cái gì mà... Thì thôi, khó quá thì bỏ. Vừa bay theo làn gió. Anh biết thế nào em cũng tới mà. Mà đã tới rồi á thì cái mặt đừng có khó chịu như vậy. Nhìn xấu lắm. Tìm tôi có chuyện gì? Đừng khó chịu vậy cưng. Hơn 7 năm rồi không gặp. Em không nhớ anh hả? Có chuyện gì thì nói nhanh lên. Tôi không rảnh để mà cà kê dây ngỗng với anh đâu. Vậy sao? Hãy em ra ngoài đi. Thôi nha, đừng có giở trò. Đừng có như vậy mà cưng. Anh nhớ em lắm em biết không? Nhớ tôi sao? Anh đừng quên là anh đã đối xử với tôi như thế nào nha. Thôi mà cưng, ngay bây giờ cũng đâu có tệ. Nhớ được ông chồng đại gia rồi. Sao? Anh theo dõi tôi hả? Đâu có. Bữa anh thấy em đi với lão già đó mà. Cho nên anh nghĩ là chồng em thôi. Bây giờ anh muốn gì thì nói đi. Có ý đồ gì đây? Mấy năm nay anh biến mất, không một tin tức gì hết. Bây giờ tự nhiên xuất hiện, anh muốn gì đây? Anh nhớ em lắm. Chiều anh đi cưng. Em nhảy đẹp quá. Tặng em nè.
Bài hát hay quá. Cảm ơn anh. Tặng em nè. Tặng em nè. Chúc mừng em. Em hát hay quá. Tặng em. Vậy ơi, vậy đây. Vậy đi mà. Đi làm. Vậy đi mà vậy. Trời ơi, nàng ấy đây rồi. Kêu tôi dậy, kêu dậy đó hả? Rồi ngồi dậy. Đứng dậy. Đi. Quýnh cái này nè mẹ. Lẹ đi bà ơi. Im. Tới, chung tiền đi. Nhanh nhanh nhanh. Lẹ mày đi. Á, tao tin hoài à. Nhìn gì nhìn. Hầu hành không lo. Út, mày cho nó ăn giùm tao coi. Tiên ơi, xuống đây con. Đang thua mà án tù hoài. Mày vô trong cậu Út cho ăn kìa. Tiên ơi Tiên, xuống đây con. Nè à, nè, lẹ đi mày ơi. Cậu ơi, con đói bụng. Đợi cậu xíu đi. Cậu làm đồ ăn cho dì Thư xong rồi cậu cháu mình làm đồ ăn ăn nha. Dạ. Đi, tới mày kìa. Mày hả mày? Đi. Có không? Hero luôn. Trời ơi. Thua hoài. Tiền đây, tiền đây. Mới ngủ dậy hả? Hôm nay không đi làm sao? Có chứ, không đi làm mấy cái gì vọng vô miệng. Ê, thôi, tới giờ đi làm rồi. Bữa khác chơi tiếp. Thôi, mày chơi ăn gian hả mẹ ơi? Tối nay tụi mình chơi tiếp. Có mấy đó nhà mày, dọn có dấu tụi tao á. Dọn lẹ đi. Vậy nha. Thôi về mẹ ơi. Đi đi. Đang chơi mất vui à. Chéo thôi về đi. Bye bye. Bà Mén, tôi nói với bà biết bao nhiêu lần rồi, không đánh bài trong cái nhà này. Bà không nghe hả? Trời, đừng có kêu Mén. Tao lên Sài Gòn lâu rồi. Miss Mandy. Bà có con rồi đó. Con bà năm nay 9 tuổi. Bà muốn là nó hư hỏng giống bà hả? Hay là bà muốn nó lớn lên làm nghề giống hai đứa mình? Đâu có đâu. Tháng này bà gom tiền được bao nhiêu rồi? Hả? Tiền xả trị cho cậu ba đúng không? Ừ. Tháng này không xài gì hết. Dành dụm cũng được 4 triệu. Em nghĩ là xả trị đủ á. Sao mà đủ được? Lớp tiền thuốc thang đi lại. Mai đóng tiền học cho bé Tiên rồi. Bà đừng có xạo nha. Tháng nào tiền học của bé Tiên cũng chảy 2-3 tháng rồi đó. Rồi chút xíu nè, bà chủ nhà qua đòi tiền nhà nè. Tôi không à. Bà vừa giờ phải phải thôi nha. Tôi dắt thằng Út với bé Tiên đi là cho bà ở nhà một mình luôn á. Mày có tiền cho tao mượn coi. Ở đâu ra? Cướp hả? Mẹ, tuần này con phải đóng tiền nguyện lớp rồi đó. Trời ơi, cái gì cũng tiền, tôi đi với mẹ ơi, đi vô nhà. Trời ơi, cái gì cũng tiền, tiền, giết tôi điên rồi. Gặp toàn mấy thằng gì đâu không à. Tưởng là đại gia, ai ngờ là quan gia. Còn rước thêm cái của nợ này về nữa chứ. Sao tôi khổ vậy ta trời. Miễn. Máng cái gì mà máng? Máng ra gặp chị nè.
Dạ 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 dạ. Tiền nhà tháng này của chị sao rồi em? Dạ em tưởng đâu con Thương nó đóng rồi. Chị nói cho em nghe nha, chị thương hoàn cảnh của em ở dưới quê lên đây. Chị giao hết nhà cửa đồ đạc bàn ghế. Em không giữ gìn cẩn thận, mất mát hư hỏng chị đền rồi chị lấy lại nhà nữa đó. Em biết rồi mà chị, yên tâm đi. Sao bữa nay mặc đồ đẹp nhở? Ôi, tóc nhìn trẻ ghê luôn. Già chị á, lớn tuổi như vậy mà còn đẹp vậy là sướng lắm luôn nha. Trời, thích quá à. Em biết rồi mà. Thôi, được rồi. Nhưng tiền nhà tháng này là phải nhớ đó nha chưa. Dạ dạ, em biết rồi. Chị yên tâm đi, tháng sau em đưa hết. Ừ, chị về nha. Đi nha chị. Bye bye. Kim Anh à, thôi em ở đây coi lựa sách gì lựa đi. Ờ, anh đi ra ngoài uống miếng nước, ở đây ngột ngạt quá. Nghe một sách khó chịu quá, nghe. Đợi em tí nha. Ờ. Kinh hoàng. Bà cũng đi mua sách nữa hả? Chuyện lạ nha. Kệ tôi, tôi biết chữ mà, đọc sách có gì lạ đâu. Vô duyên. Ờ, mà ông đi đâu vậy? Tôi đi mua sách tặng bạn gái. Mua sách nỗi ám ảnh kinh hoàng hả? Bậy. Chỉ có bà ám ảnh kinh hoàng thôi chứ sách nào mà ám ảnh kinh hoàng. Nè, mà ai xui quá vậy? Bậy bà. Chắc là yêu thầm người ta chứ gì. Mua sách để cua gái đúng không? Chứ cái bản mặt của ông ai mà dám quen. Bà có cần sĩ giả tôi vậy không? Kệ tôi. Ờ, quên nữa, bà biết lựa sách không? Tôi định tặng bạn gái của tôi cuốn sách Nữ Công Gia Chánh. Ấy, bà lựa giùm tôi nha. Thôi thôi đi, không được rồi. Nữ Công với Gia Chánh cái nào bà cũng dở hết. Có bao giờ đọc sách đâu mà biết lựa. Ê, nè. Đứng ở đó đi. Ai nói tôi không biết hả? Nữ Công Gia Chánh chứ gì. Đứng đó đợi đi. Nữ Công Gia Chánh, chuyện nhỏ như con thỏ. Được không? Biết không đó? Không biết thì thôi đi nha, không ai ép nha. Nữ Công Gia Chánh chứ không phải là sách gia sư nha chưa. Đã kêu đứng ở đằng kia rồi, đi theo tôi làm gì vậy? Người ta đang lựa sách cứ lèm bèm, không có tập trung gì hết trơn á. Nhắc nhở giùm thôi, sợ tự ái rồi lựa lộn. Quốc, bạn gái của ông á, có biết ăn tôm không? Không. Ủa em làm gì đứng lèm bèm nói chuyện mình vậy? Ở đây không có sách mua thì thôi, mình tìm nhà sách khác mà mua. Hay là ghé quán cà phê ngủ, chứ đây lựa sách hoài mệt quá. Anh, để em giới thiệu. Đây là anh Quốc, bạn học cấp 3 của em đó. Ủa, em đang lựa dùm cho anh Quốc mấy cuốn sách để tặng cho bạn gái đó. Quốc, đây là anh Hoàng, bạn trai của tôi đó. Thứ có duyên ghê. Thôi về em ơi. Anh bận bịu nhiều công việc lắm, không ở không mà đi lựa sách hoài, đi uống cà phê thì được ha. Anh chờ em chút đi, em chưa lựa được sách cho anh Quốc mà. Trời ơi, anh bận bịu lắm. Giờ anh Quốc rồi Pháp Quốc rồi Ngữ Quốc gì đó. Đi về đi. Anh nhiều công việc phải lo lắm nha. Anh chờ em vậy. Thôi được rồi, để tôi tự lựa được rồi. Ủa, cái thằng cha nội này có phải là học chung cấp 3, cấp 4 gì của em phải không? Anh này, anh nói cho em nghe, anh không có đồng ý là không có mặt của anh ở đây mà em nói chuyện với người ta như vậy. Anh không có thích. Hên là anh vô kịp thời á, chứ anh vô trễ một chút xíu còn vậy ra, còn xảy ra chuyện gì nữa. Nè, anh nghĩ cái gì vậy? Hai người thập thọ lén lút trong này, tôi không vô kịp còn xảy ra chuyện gì nữa. Rồi còn đi tới đâu nữa? Trời đất ơi. Trời, anh nói gì vậy? Cái gì? Anh mới vừa nói gì vậy? Tôi mà thập thò lén lút hả?
Xin lỗi anh à, cỡ như bà Kim Anh này hả, còn khuya mới đụng được tới tôi. Tôi nghĩ anh là có sở thích khác người rồi đó. Ý nói vậy là sao hả? Ý nó có bắt tôi bị cái gì, cái đầu tôi bị cái gì hả? Tự hiểu. Con gái gì đâu mà vừa hung hăng vừa thô bỉ. Trời đất ơi, ông chưa thấy bà ăn hả? Trời sập còn chưa hay nữa. Tôi là tôi, không có chọn cái mẫu người đó đâu. Nói cái gì hả? Nói cái gì hả? Nói cái gì hả? Hai người thôi chưa? Hai người có thôi chấm dứt tại đây chưa? Có mặt tôi ở đây mà tôi chưa có chết mà hai người giỡn hết cái mặt tôi vậy đó hả? Không có mặt tôi còn xảy ra chuyện gì nữa hả? Nè, thôi đi, anh vừa phải thôi nha. Lúc nào anh cũng vậy hết vậy, lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác, ghen tuông bừa bãi quá. Kim Anh, Kim Anh à, tại ông á. Kim Anh à, chết cha, tự nhiên cái bị lên.